Yamaha, vừa chính thức ra mắt tân binh xe số 115cc mới có thiết kế đẹp lấn át Honda Future và Honda Way Alpha, xe có mức giá chỉ 34 triệu. Cụ thể mới đây, Yamaha đã chính thức ra mắt mẫu xe số Fin Special Edition tại thị trường Thái Lan. Phiên bản đặc biệt của Yamaha Fin được phân phối, với tông màu xám tím duy nhất cùng mức giá đề xuất bán lẻ là 34 triệu 200. Không chỉ sở hữu màu sắc mới, Yamaha Fin Special Edition còn sở hữu thiết kế thể thao và cao cấp với logo SP Special Edition độc quyền. Các nhãn rán hoa văn đặc biệt xuất hiện trên bánh xe hợp kim phía trước và phía sau, giúp chiếc xe nổi bật hơn. Phiên bản đặc biệt Yamaha Fin mới còn được tăng cường hiệu suất vận hành bằng việc thay thế giảm sóc sau ISDTG Plus được thiết kế riêng. Món phụ kiện hàng hiệu này có thể điều chỉnh mức độ cứng của lò xo so tải trước, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Ngoài ra, khách hàng có thể nhận diện Yamaha Fin Special Edition thông qua bộ yên xe đặc biệt được bọc ra hai tông màu. Về cấu hình, Yamaha Fin Special Edition vẫn được trang bị đèn chiếu sáng halogen, bao gồm cả đèn pha và đèn hậu. Thông tin hỗ trợ người lái được hiển thị trên bảng đồng hồ analog phong cách thể thao, xe vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống. Là phiên bản cao cấp nhất nên Fin Special Edition sử dụng bộ vành đúc màu vàng đồng, phanh đĩa trước cùng hệ thống phanh thống nhất UBS tiên tiến, bánh sau vẫn sử dụng phanh tăng trống. Lốp trước của xe có kích cỡ 70 trên 90 17 m và lốp sau 80 trên 90 17 c 50 p Phục trước bản đặc biệt vẫn là dạng ống lồng. Các thông số cơ bản dài rộng cao của Yamaha Fin Special Edition lần lượt là 1940mm, 710mm, 1095mm, chiều cao yên 775mm, khoảng sáng gầm xe 1235mm, dung tích bình xăng 4 lít, dung tích cốp 9 lít 7 và trọng lượng 100kg. Về vận hành, Yamaha Fin Spacer Edition được trang bị động cơ xăng 2 van, xi lanh đơn, dung tích thực 114 cc full xăng điện tử, hộp số 4 cấp. Yamaha cho biết, Fin thế hệ mới có điều khiển điện tử ECU tăng tiết kiệm xăng và có thể sử dụng cả loại nhiên liệu E20. Xe đạt tốc độ tối đa 119 km/h và có mức tiêu thụ nhiên liệu là 96 km cho 1 lít xăng.